Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình cũng chia sẻ với các bạn những cái hình ảnh của củ bình vôi mà một số gia đình đang thì có nhu cầu muốn sử dụng làm cảnh, làm hoặc là sử dụng làm phương vị thuốc uống phòng ngừa điều trị hỗ trợ bệnh mất ngủ, đau đầu kinh niên, thiếu máu lên não cho các bạn nhé. Thì hình ảnh các bạn đang được quan sát trước mặt đây là một củ bình vôi dùng để làm cảnh mà gia đình nhà mình thì đã để nuôi nó khoảng được 1 năm rồi các bạn ạ, mà nó đưa ra cho mình được cái thành quả rất là đẹp luôn. Nhiều gia đình các bạn đang thể muốn có một cái phong cảnh ở trong gia đình một màu xanh, mà lại chưa biết tìm cho mình một cái loại củ hay một cái loại cây gì để nó phù hợp với cái điều kiện là sống trong cái môi trường thiếu ánh sáng, thì các bạn hãy hãy sử dụng củ bình vôi như thế này. Củ bình vôi thì nó rất là phù hợp và thích hợp sống trong cái nhà và trong cái điều kiện thời tiết là khô và không không thiếu ánh sáng, nó rất là ít nước luôn, ít khi mình cần phải chăm nó lắm các bạn ạ, và nó lại vô cùng đẹp, mà một mang lại đến cho một cái vẻ đẹp phong thủy thì rất là hài hòa của cái thời tiết hay là không gian nha các bạn nhé. Khi mà về với gia đình thì nhìn thấy cái phong cảnh trong nhà có một cái cây xanh như thế này thì cái bao nhiêu là những cái mệt mỏi nó được xua tan và chúng ta nhìn thấy cái sự đẹp, vẻ đẹp rất là phong phú và hồn nhiên của cây cảnh. Đấy, mình quay trực tiếp để các bạn quan sát này, lá nó rất là đẹp luôn. Đấy, tán lá leo. Cây này thì cái củ bình vôi này là một trong những cái củ mà nó rất là ưa sống ở những cái nơi núi đá cao, cho nên là nó không không phải chăm lắm đâu. Các bạn trồng củ bình vôi vào chậu thì có thể là 1 tuần các bạn xịt cho nó một chút nước ẩm ẩm thôi, và nó thích sống ở những cái nơi mà ít ánh sáng này thì sự phát triển của nó sẽ thuận lợi hơn. Quay cho các bạn xem củ bình vôi của gia đình nhà mình đấy. Thì bên mình thì hiện tại đang phải cung cấp rất là nhiều số lượng củ bình vôi để cho các bạn có thể sử dụng làm cảnh hay là hỗ trợ điều trị trong cái việc mất ngủ lâu năm, mất ngủ kinh niên hoặc là thiếu máu lên não. Trong cái việc điều trị về phương thuốc uống thì có thể sử dụng củ bình vôi khô nha các bạn nhé, thì rất là thích hợp hơn. Còn về cái cách trồng thì các bạn có thể sử dụng củ bình vôi nó tươi như này. Cây thì củ bình vôi thì rất là khỏe, các bạn có thể để rất là lâu năm suốt như thế. Cây nó chỉ phát triển có thể chúng ta theo cái thẩm mỹ mắt của chúng ta ấy, thì mỗi một gia đình thì có thể thích là sẽ làm theo như thế nào. Ví dụ như các bạn có thể làm dàn cho nó hoặc là leo lên một số cái khung cửa sổ thì cũng rất là đẹp. Bên gia đình mình thì hiện tại đang phải để cho nó leo lên cái bức tranh như này, tranh ảnh gần với nhau luôn, rất là đẹp luôn các bạn ạ. Sau khi nó dài, nó lớn hơn nữa, cái dây của nó thì nó leo rất là dài luôn các bạn, có thể đến cả 10 mét. Các bạn có thể quấn theo ý thích của mình, ví dụ như là quấn tạo dáng, tạo hình các con vật đấy, các bạn cũng có thể làm. Mình thì tới đây là mình cũng sẽ cho nó leo theo một cái ý của mình, leo lên trên cái bức vách này, khung này, để tạo thành một cái khung không gian như kiểu là mình đang sống giữa một cái thiên nhiên thật luôn các bạn ạ. Đấy, các bạn ngắm cho mình nhé, rất là đẹp luôn. Mình cũng cảm thấy rất là ưng ý với cái thành quả của mình. Vậy qua cái video này thì mình cũng xin kính chúc các bạn có một sức khỏe tốt, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.
hoặc là liên hệ theo mình theo số điện thoại là 0971 477 860 để được tư vấn cụ thể về quy cách trồng hay là uống cái củ bình vôi này nhé.